kêu cô like trên Facebook. Cà phê tới ta tự sướng này. Rồi quay vậy? Quay rồi mẹ gì? Rồi quay cái mặt ta làm gì mình? Để xem nó Quân đang làm màu. Lẽ bọn anh đây sao bạn à? Một thanh niên ăn tự sướng. Đêm tối rồi. Đầu như cái ổ rơm. Qua đây sáng đi. Qua đây sáng đi. Chúng ta đang tiến về Đà Nẵng. Nhìn từ trên này xuống Đà Nẵng rất là đẹp. Có rừng, có biển. Nhưng mà cái này về đêm thì rất là đẹp hả? Ông quay đầu mà ông dính cái lồng, ông úp lên Facebook là đầu mà nghe cái lồng nó nóng biến rồi, đéo giúp coi đâu. Kia đi nghe thấy đẹp hơn nha, đẹp hơn tiếng kia, đẹp hơn tiếng này như thế kia. Còn này ở tấn nhà bánh núi bánh đùa nhìn đã không? Lòng mạch của bạn ạ. Lòng mạch đồ má quay xuống mương nước thì lòng mạch bố thầy. À khỉ. Khỉ ông Tuấn. Khỉ lậu ông khỉ. Dạ.
hùng mày đéo quay thôi. Ủ má sư tử phụ. Đù má như này mà có con sư tử á, đồ mà thâu nha. Mà ba càng chấm hết qua đây. Quay đưa quay đời nãy thì hả? Quay được cốt không lộn mạng gì. Động mạng mấy ngọn núi có mấy gừng rán nữa đây à, rán bò đó. Quay đi. Đầu xe nó lên nó mở đường kêu, lên nó kêu. Một góc hòa cảnh của thành phố Đà Nẵng. Chỗ cái hồ kia nó có khu du lịch không ta? Không bên. Có. Bây giờ cấm. Chết chưa. Hả? Hồ đó là hồ gì? Đứng máy qua bay chạy đường xí rồi đứng bay. Mình gì không đứng. Đứng hết nó đứng cốt là đứng hết chứ mình mua. Có bên kia thôi, đường cốt đây là đứng một cái bên là đứng hết chạy lên. Rồi tự nhiên mất video của mình luôn. What the fuck? Mẹ ơi, tụi sao quay? Lúc đi lanh quay mới đẹp, bố à. Quay từ đoạn này xuống lấy cái thác nước được. Mới sao đi lanh á, đi lanh là quay quay dưới quay lanh được không? Đi tự thoát nước mình thấy ngộ anh. Nhìn đây mới thấy đất nước mình nó hùng vĩ. Đừng quay tao đang ngốp rồi được rồi. Giòn mét mẹ, đủ mẹ giòn ngốc rồi mày. Tuyến cáp treo suối Nơ Bà Nà đang đưa quý khách bước vào hành trình khám phá và trải nghiệm đầy mới lạ tại Bà Nà Hills. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh vật thiên nhiên và tổ hợp công trình hiện đại tiện ích của Bà Nà Hills đáp ứng cho mọi nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách. Nếu quý khách yêu thích thiên nhiên, hãy đắm mình vào không gian thoáng đãng mây trời và khung cảnh hùng vĩ của những cánh rừng nguyên sinh nối tiếp nhau. Cái chỗ nó trồng mà nó chặt đi rồi những cái đường xe đi. Hả? Cái chỗ mà heo heo không thật đi không không nhìn y như cái núi đó. Hầm rượu đi bay gần 100 năm tuổi còn khá nguyên vẹn dành cho những ai là
và muốn tìm hiểu phương trình cổ. Bước chân lên đỉnh bàn đá. Ủa, các bên kia cũng chạy à? Người đang chạy thử à. Không gian châu Âu đẹp đến mê hồn, với những tòa lâu đài được chạm trổ tinh tế, những con đường lát đá thơ mộng, những cửa hiệu, tiệm bánh, tiệm cà phê rực rỡ hoa treo trong lòng phố, tái hiện khung cảnh làng Pháp cổ, làm say đắm và thỏa lòng mong đợi của đông đảo du khách. Cuộc hành trình càng thêm phần hào hứng và thú vị khi du khách chúng tôi khai vòng xoắn kết. Mình đi chạy chậm như ta. Ống tốc độ cao, sau đó xuyên vào lòng đất.